Xin chào tất cả các anh em đang xem video ha. Thì sáng nay anh em có thể thấy là hầu như là cái phòng làm việc này gom lại thì gần như là nó đã kín đi hết cái lối đi. Kín hết đi cái lối đi. Đó. Có khoảng gần 100 khách sẽ nhận cái lượng hàng ngày hôm nay. À, hôm nay thì khách đặt hàng chủ yếu rất chi là nhiều, hầu như là anh em đang chuẩn bị tích trữ lương thực cho các chiến binh của mình thì phải. Cái xu hướng khách họ mua cỏ thái, ngũ cốc, lúa tiêu, khoáng đỏ rất chi là nhiều, cộng với vitamin nước mà xanh của Malai. Anh em thấy những cái thùng to này nè, cái thùng to này là toàn là cỏ thái với lại ngũ cốc với lúa tiêu với lại vitamin nước cộng với lại khoáng đỏ đá nung non ấy, cái sản phẩm mà mới ra mắt của shop thì cái đó được rất nhiều anh em chuộng và đánh giá cao. Như cái này anh em thấy nè, cỏ thái thì chúng tôi bán 50.000 một ký, mua 6 ký bao ship, 6 ký là 300 nè, anh em thấy chưa? Cái này là 2 ký nè. Này lúa nè, anh em thấy chưa? Này khoáng ngũ cốc vitamin nè. Này khoáng này, này là khoáng này, này là lúa khoáng với cỏ thái này. Rất chi là nhiều. Này là cũng 6 ký cỏ thái này gửi về Bắc Tân Nguyên nè. Anh em thấy rất chi là nhiều. Đây là cỏ thái, hầu như là dịch bệnh thì anh em nha, tôi nghĩ là các anh em cũng cũng lo lắng, cái vấn đề lo lắng đó là nó cũng đúng đấy nè, đôi khi mình cũng phải lo lắng tích trữ lương thực, kể cả chúng ta cũng vậy, con người thì tích trữ lúa và những cái lương thực khác như gạo mắm thì đối với những anh em nuôi cừu như chim như chúng ta thì bắt đầu cũng tích trữ lương thực cho những chiến binh của mình. Ngoài ra thì khách cũng mua rất chi là nhiều lo và giò cu cũng như các phụ kiện khác như liều ngụy trang, hồng bảy quắc đó, rất chi là nhiều sản phẩm bảy quắc, bảy tròn, bảy đa đa, bìm bịp, xào nhôm, cái mặt hàng không thể thiếu. Cái cây này là cái cây 5 mét ốp đồng của khách ở Cam Lâm, Khánh Hòa, hôm nay giao địa bạc. Cây này là cũng là cây 5 mét ốp đồng của khách ở quận 4 Hồ Chí Minh. Nói chung là bưu điện vẫn làm việc bình thường và giao hàng toàn quốc nha. Những anh em nào ở ngoài khu phong tỏa thì nhận bưu điện họ vẫn vẫn giao bình thường. Còn những anh em nào trong khu phong tỏa thì thôi, anh em mình vui lòng chờ cho hết phong tỏa thì để mua hàng nha. Đấy. Tôi đây đọc nhầm chứ, cây này là cây 4 mét chứ. Tôi lại đọc nhầm. Đó, ngoài ra có rất chi là nhiều lồng trần. Mẫu lồng trần mẫu số 08 này được rất chi là nhiều anh em chuộng. Cái này là đi Tân Nguyên, Bình Dương đó, mấy mẫu này cũng vậy. Mẫu này thì 450 bao ship, tặng cả dây xích và cống. Dây xích là dây xích chân Malai, hàng đắt tiền cho anh em luôn đó. Tiếp đến là những cái mẫu lồng cầu rồng, cánh dơi, gõ đỏ, mấy cái mẫu này đắt tiền, hàng VIP nhưng mà được nhiều anh em ưa chuộng và cũng nhiều anh em giới thiệu. Đơn cử như anh Búa này ở Đức Hòa, Long An thì đã mua từng trước một cái mẫu 36 cầu rồng cánh dơi gõ đỏ này, xong lại rất hài lòng và mua một cái này tiếp theo, vừa nhận 2 ngày lại đặt tiếp. Đây là cái xe nhỏ ở Hấn Quảng, Bình Phước nha. Còn đây là hai cái xe lớn ở khách Bà Ly Cu, Gia Lai. Thì cái này khách đã đặt cọc trước 50.000 rồi. Thì anh em thấy nè, cái thùng rất là to, hai cái thì cái thùng rất là to. Như cái này khách mua một cái thì không cần phải đặt cọc trước. Nhưng mà cái này nếu mà lồng lớn 36 này hai cái anh em mua cùng lúc thì vui lòng đặt cọc trước 50.000. Bởi vì anh em thấy cái thùng này cái phí vận chuyển nó to cỡ này thì nó đã 100.000 tiền phí vận chuyển rồi. Nhưng mà nếu anh em mua cùng lúc hai cái thì shop sẽ hỗ trợ cho anh em một nửa tiền phí vận chuyển nha. Nó có nghĩa là mua hai cái thì tiền phí vận chuyển nó cũng chỉ bằng một cái. Và song song với vấn đề đó thì anh em phải đặt cọc trước 50.000 nha. Thì chúng tôi mới nhận đơn hàng. Cái đó tôi đã nói trước trong video clip, cho nên là anh em mình thấy thuận ý thì mua, mà thấy không thuận ý thì thôi. Đó, cho nên là nó rất là dễ. Đó. Ví dụ anh em nghe nói đặt cọc như thế này thuận ý điện đến mua, còn không thuận ý thì thôi mấy anh em khỏi điện đến. Nói rất chi là dễ. Cái nào mình cũng nói trước cho nó vừa lòng nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video kế tiếp nha. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chúng tôi vẫn giao hàng xuyên dịch. Anh em nào ở ngoài khu phong tỏa thì cứ thoải mái mua hàng. Cái anh em nào trong khu phong tỏa thì đợi hết phong tỏa chúng ta mua. Không có gì nóng nóng ha. Đó. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em nha.